Anh Khoa đang trở lại với tất cả quý vị khán giả trong chuyên mục quen thuộc Chuyện Người Nổi Tiếng của chương trình Chìa Khóa Showbiz. Và một trong những nhân vật mà anh Khoa muốn giới thiệu và chia sẻ với tất cả quý vị những câu chuyện thật thú về con đường để đi đến thành công, và điều quan trọng là để thích nghi, tìm hiểu và yêu mến hơn văn hóa cũng như con người Việt Nam, đó chính là Khao York. Xin được kính chào quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Khao mong rằng là thông qua cuộc nói chuyện này là mọi người sẽ hiểu rõ hơn về Khao, tất cả những khi Khao đang làm tại Việt Nam và cái tình yêu mà Khao dành cho Việt Nam và con người Việt Nam nói chung. Có lẽ là đã quá quen thuộc những cái câu chuyện khi mà mọi người được dịp gặp gỡ và chia sẻ với Khao về lý do tại sao bạn chọn để yêu mến con người Việt Nam, và điều quan trọng hơn là bạn lại lựa chọn cái con đường mình đi, đó chính là âm nhạc của Việt Nam nữa. Khi Khao mới vừa đến Việt Nam là vào cuối năm 2009 trong một cái chương trình tình nguyện với Đại học Princeton, và Khao đã làm tình nguyện viên ở miền Tây, ở Hậu Giang và Cần Thơ. Đúng một năm sau khi chương trình của Khao kết thúc là Khao lên Sài Gòn và Khao tiếp tục làm việc ở đây để Khao kiếm được số tiền để mua vé về, nhưng mà cuối cùng lại bị dướng chân một chút xíu vì yêu âm nhạc và có duyên với âm nhạc, nên thật ra là Khao vẫn còn ở đây tự học tiếng Việt rồi đi trên con đường này một mình, thì phải nói là khá là vất vả, nhưng mà Khao cảm thấy rất là vui mỗi lần Khao được lên sân khấu, được tham gia vào những cái chương trình thú vị như thế này, và đặc biệt hơn nữa là Khao được chia sẻ với con người Việt Nam bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt. Khao phải nói là cái đó là một cái điều hết sức là kỳ diệu trong cuộc đời của Khao. Thế thì làm sao mà Việt Nam của chúng tôi có thể giữ được chân bạn lâu đến như vậy? Đúng như con người Việt Nam nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Khao rất là tin vào cái câu ca dao như vậy, vì thực sự là mỗi ngày trên vùng đất này là một bài học lớn cho Khao về con người, về văn hóa và về lịch sử của Việt Nam. Những điều này là không hề dễ một chút xíu nào. Khao nghĩ rằng là có nhiều người Việt Nam họ còn chưa hiểu hết được những cái nghĩa của tiếng Việt, rồi chưa hiểu hết được tại sao con người mình lại như thế này. Nhưng mà điều đó là Khao thấy Khao giống như là một nhà nghiên cứu văn hóa hơn là một ca sĩ. Anh Khoa nhớ là trong những cái chương trình dài hơi hơn, khi bạn có dịp lên sóng truyền hình như là Gương Mặt Thân Quen, được các khán giả rất là yêu mến. Nhưng gần đây nhất là để kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bạn đã có một đơn nhạc rất là ấm cúng để mà truyền tải được cái thông điệp của mình bằng âm nhạc. Khi mà nói lên tình yêu dành cho Việt Nam, dành cho âm nhạc, dành cho cái việc nghiên cứu về văn hóa, về tiếng nói, về ngôn ngữ. Khao luôn luôn bén duyên với âm nhạc Trịnh, vì Khao thấy âm nhạc Trịnh Công Sơn đã cho Khao một cơ hội để Khao mở rộng thêm cái sự hiểu biết mà Khao có với tiếng Việt. Và để đánh dấu 15 năm kỷ niệm ngày mất của Trịnh Công Sơn là Khao đã tổ chức một cái chương trình là Nơi Về Nương Náu. Và trong chương trình này là Khao đã bán vé 350 vé, và số tiền Khao đã làm ra là 200 triệu. Trong 200 triệu đó là Khao đã đóng góp 100 triệu cho trường hướng dương của nghệ sĩ Thế Vinh. Nghệ sĩ Thế Vinh là một người bị khuyết tật cụp tai, nhưng mà chơi đàn guitar rất là hay và là một người rất là có tâm với xã hội Việt Nam. Xong rồi là Khao đã xuống miền Tây trực tiếp với 80 triệu để làm từ thiện ở miền Tây, cung cấp nước sạch và gạo cho bà con đang khó khăn. Và trong tháng 6 này, khi mà có một cái ngày rất là đặc biệt dành cho tất cả những người con, cho dù ở bất cứ nơi nào,
và ở bất kỳ lứa tuổi ở thế hệ nào, đó là ngày của cha. Thế thì bạn cũng đã có một sản phẩm âm nhạc mới để mà giới thiệu đến với các khán giả. Thật ra là có một đêm Kayo hát ở sân khấu Sen Hồng trong một cái chương trình làm việc chung với lại nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Thì lúc đó là Nguyễn Văn Trung có nói với Kayo là sắp tới là anh có một cái bài hát mà muốn Kayo thực hiện. Đó là một bài hát về tình cha con. Có lẽ là vì Kayo xa gia đình, xa nhà, nên khi Kayo đã nghe bài hát này về cha là Kayo đã rơi nước mắt và nghĩ tới những cái kỷ niệm đẹp giữa Kayo và cha của Kayo. Bài đó là bài Khi Cha Già Đi. Trong cái MV này là người mà đóng vai con của Kayo là một đứa con lai Mỹ, và cô ấy là một người cũng rất là dễ thương, lém lỉnh và hơi khó trong quá trình làm việc vì bé này chỉ có 3 tuổi rưỡi và thật ra là không có ý thức được rằng là mình phải diễn xuất như thế nào. Thì đương nhiên là Kayo phải làm rất là nhiều trò. Gần đây thì tôi có thấy một cái chương trình khác lại hỏi về vấn đề là động cơ nào để mà thực hiện hoặc những cái làm những cái hoạt động từ thiện á. Mỗi người có một cái cách nghĩ khác nhau. Có người thì cho rằng đó là việc đi ngược lại với lại bản sắc văn hóa dân tộc, vì đó là góc cạnh của người Việt Nam thôi. Còn với bạn, bởi vì bạn đã làm những cái việc từ thiện vì con người Việt Nam của chúng tôi quá nhiều rồi, cho nên là với bạn chúng tôi là động cơ là bạn làm điều đó. Động cơ mà Kayo làm là thực sự là vì Kayo yêu thương con người, và Kayo nghĩ là cái cách tốt nhất để thực hiện những cái hoạt động từ thiện là từ tay mình trao, mình đến nơi mình giao lưu văn hóa, mình giao lưu văn nghệ, rồi mình làm những cái việc ý nghĩa. Một lần nữa phải nói là thay mặt cho đất nước, cho con người Việt Nam, cảm ơn vì những điều mà Kayo đã mang đến, và cảm ơn vì cái món quà tặng không phải chỉ riêng Kayo dành tặng cho cha của mình, mà dành tặng cho tất cả những người đàn ông đã, đang và sẽ làm cha. Một món quà rất là ý nghĩa nhân dịp ngày của cha. Mong bạn sẽ luôn có những cái ý tưởng thật tốt, những năng lượng tràn đầy để mà có nhiều những cái hoạt động, những cái sản phẩm, những cái dự án thật là hay với công ty của bạn, với những cái việc mà bạn đang ấp ủ và sẽ thực hiện trong tương lai. Và chúc cho Kayo luôn luôn sức khỏe, luôn luôn thành công. Cảm ơn Khoa và cảm ơn khán giả đã nghe Kayo nói. Kayo mong rằng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những cái gì Kayo làm trên con đường này và đón nhận những cái sự tình yêu mà Kayo dành cho quý vị khán giả cũng như là vùng đất và đất nước Việt Nam nói chung. Một lần nữa chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn đến cà phê M2C số 4B Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ chúng tôi về địa điểm để thực hiện chương trình này.